Theo CNBC, đơn vị sản xuất tên lửa và vệ tinh Internet của Elon Musk, công ty SpaceX đang huy động 750 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ mới. SpaceX đã có hơn 60 lần phóng tên lửa có thể tái sử dụng trong một năm thông qua chương trình Falcon. Công ty đang tiếp tục phát triển các phương tiện phóng Starship và Super Heavy tại cơ sở Starbase ở Boca Chica, Texas. Hiện công ty được định giá ở mức 137 tỷ đô la Mỹ. Trong tháng trước, Bloomberg đã đưa tin về việc SpaceX cho phép nhân viên nội bộ bán cổ phần với giá 77 đô la Mỹ một cổ phiếu. Đồng thái này được cho là sẽ đưa mức định giá của công ty lên gần 140 tỷ đô la Mỹ. Công ty đã huy động được hơn 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, bao gồm một vòng tài trợ trị giá 250 triệu đô la Mỹ vào tháng 7 và mức định giá 127 tỷ đô la Mỹ trong vòng gọi vốn tháng 5. Theo một email được gửi tới các nhà đầu tư tiềm năng của SpaceX, quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz, hay còn được biết đến với cái tên A16Z, có thể sẽ dẫn đầu vòng cấp vốn mới. Các nhà đầu tư ban đầu của SpaceX có sự góp mặt của những cái tên như Founders Fund, Sequoia, GigaFund. Năm ngoái SpaceX đã đạt được nhiều cột mốc mới, dù công ty phải đối mặt với những trục trặc trong chương trình Starship Zero, một phần trong nỗ lực của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA nhằm đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng dự án Starlink dịch vụ cung cấp Internet vệ tinh của công ty đã vượt quá 1 triệu người đăng ký và đang là cứu tinh của người dùng Ukraine trong bối cảnh quốc gia này bị chiến tranh tàn phá hạ tầng mạng. Trong bối cảnh Elon Musk liên tục lên tiếng về các vấn đề địa chính trị trên Twitter, Winnie Shotwell, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành SpaceX, đã chấn an dư luận rằng nhà sáng lập của công ty sẽ không vì mối bận tâm với trang mạng xã hội trên mà bỏ mặc việc điều hành và thực hiện các dự án với những cơ quan vũ trụ. Ngoài SpaceX, tỷ phú Elon Musk còn sở hữu Twitter và Tesla. Tuy nhiên, theo danh sách Bloomberg Billionaires Index mới nhất, trong năm 2022 vừa qua, Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử mất đến 200 tỷ đô la Mỹ tài sản chỉ trong vỏn vẹn một năm. Giá trị tài sản dòng mà Elon Musk sở hữu từng đạt đỉnh vào tháng 11 năm 2021 với 340 tỷ đô la Mỹ, Đáng chú ý, Elon Musk còn là vị tỷ phú thứ hai từng tích lũy được khối tài sản hơn 200 tỷ đô la Mỹ sau người sáng lập Amazon Jeff Bezos. Tuy nhiên, mọi công sức gây dựng của vị tỷ phú 51 tuổi đã hoàn toàn bị thổi bay trong năm 2022. Giá cổ phiếu của Tesla tụt dốc sau khi Wall Street Journal đưa tin hãng xe điện Mỹ sẽ phải tạm dừng hoạt động sản xuất tại Thượng Hải trong vòng một tuần với việc cổ phiếu Tesla giảm mạnh đến 65% giá trị, khiến vốn hóa của công ty này bốc hơi gần 700 tỷ đô la Mỹ trong năm qua. Vì CEO chứng kiến giá trị tài sản của mình hiện chỉ còn 137 tỷ đô la Mỹ. Dù mất số tiền kỷ lục nhưng khối tài sản tích lũy được trong năm 2021 vẫn giúp Elon Musk duy trì vị trí người giàu nhất thế giới, trước khi bị tỷ phú người Pháp Bernard Arnault với 163 tỷ đô la Mỹ vượt qua trong tháng cuối cùng của năm 2022. Trong số mới nhất của chương trình All in Postcard, Elon Musk chia sẻ về khoảng thời gian hỗn loạn sau khi thâu tóm thành công Twitter vào hồi tháng 10. Vị tỷ phú thừa nhận mắc sai lầm với một số quyết định gây tranh cãi. "Rõ ràng trong giai đoạn đầu chúng ta sẽ có nhiều sai lầm vì tôi chưa quen. Tôi mới đến đây thôi bạn ạ. À. Tôi nghĩ chúng ta sẽ bớt lầm lỗi hơn trong tương lai." Musk viết. Sau khi thâu tóm Twitter, Musk rơi vào cuộc chiến pháp lý do sa thải hàng loạt nhân viên Nền tảng cũng xuất hiện nhiều tính năng gây tranh cãi như dịch vụ trả tiền để cấp tích xanh, thay đổi hội đồng kiểm duyệt nội dung. Vị tỷ phú thừa nhận Twitter vẫn còn lượng lớn bot trong hệ thống. Đây là lý do từng khiến ông muốn rút khỏi thỏa thuận thâu tóm. Tuy nhiên, Musk vẫn mua lại Twitter, lên kế hoạch cắt giảm lượng tài khoản giả. Vị tỷ phú thừa nhận nắm quyền một mình có thể mang lại vài rủi ro. Musk cho biết, tôi đoán mình đang gặp may khi đứng tại vị trí không cần trả lời ai cả. Tôi có thể đưa ra những hành động quyết liệt, rõ ràng nếu tôi mắc sai lầm twitter sẽ không thành công điều đó thật xấu hổ và đáng buồn